Hello Rồi Rồi thầy chào Quang Anh nhá Thầy chào Nhã Uyên nhá Rồi Thầy chào Công Vinh Rồi. Thầy chào tất cả các bạn nhá Rồi hôm nay các bạn đã làm xong đề chưa Các bạn uh, cho thầy cảm nghĩ về đề đi Thấy chưa Đề này thì dễ thôi đúng không đề này độ khó nó dễ thôi Vâng không? Bạn nào mà không được 9 điểm đề này hơi phí <laughs> Chỉ có bốn câu cuối là nó hơn tí đúng không? Nhưng mà đề này các bạn thầy đánh giá là nó thuộc mức độ trung bình nha Không phải là đề khó đâu Được chưa nhỉ? Đấy <laughs> Rồi ok thầy chào An An nhá ừ. Rồi thầy chào Minh Như, thầy chào Trúc Trúc rồi chúng ta sẽ chờ độ 9 giờ 35 nhé 9 giờ 35 thì chúng ta sẽ bắt đầu chữa đề này được chưa? đấy. <laughs> à thì um, sau đề này thì um, thầy sẽ bắt đầu là dạy khóa luyện đề cho các bạn trong nhóm kín đấy. nếu mà bạn nào muốn đăng ký theo học thầy tiếp từ giờ đến cuối năm ấy thì cái khóa đề này của thầy nó gồm 80 đề được chưa? từ giờ lúc thi là các bạn sẽ luyện 80 đề luôn đấy luyện 80 đề sau đó những cái buổi thì chúng ta sẽ buổi thầy dạy và livestream chữa đề ấy, thì chúng ta sẽ học những đề phát triển chuẩn cấu trúc đấy còn những cái đề mà những đề mà thầy cho các bạn tự luyện ấy, đấy trong đó một tuần ấy thì đã rơi vào ba bốn buổi các bạn luyện đề và thầy like được chưa còn những cái buổi khác thì các bạn sẽ có đề do thầy và các anh mốt phát triển đấy và để cho các bạn tự luyện và đương nhiên đi kèm với nó là sẽ có đáp án chi tiết của các đề nhá để các bạn tự luyện luôn tức là có nghĩa là gì từ giờ lúc thi ngày nào tối thiểu mỗi một ngày là các bạn phải luyện một đề đấy đấy là cái mục tiêu mà thầy đặt ra cho khóa 80 đề này được chưa nhỉ <laughs> rồi đấy chưa đấy À, các bạn nhóm kín nhá, chuẩn bị có nhóm mới rồi đấy, được chưa nhỉ? Các bạn nhớ chú ý vào nhóm kín, mọi thông báo ở đấy thầy đều đăng ở trên đấy nhá, nhóm mới đây đấy nhá. Được chưa nhỉ? <laughs> à, các bạn, bạn nào hôm nay top 1 nhỉ? Lát nữa sẽ có bảng xếp hạng nhá, được chưa? Lát nữa sẽ có bảng xếp hạng gửi cho các bạn. Đấy. Không biết các bạn nào điểm 10 không thầy chưa thầy chưa xem bảng xếp hạng đâu, được chưa? Thầy chưa xong là thầy cho các bạn thi xong là thầy lên luôn đây. Lát nữa mới có bảng xếp hạng thì lát nữa thầy mới đăng lên cho các bạn nhé yeah. <laughs> Chị Quyên Cô Quyên định vào lấy học bổng môn lý các bạn ạ <laughs> Lát, lát vậy á à? Ô Lát à Các bạn xem có bị lát không nhỉ Ông Toàn lại lấy 10 đúng không, ông Toàn giỏi lắm các bạn Anh Toàn mốt toán giỏi lắm các bạn Rồi Thôi nào các bạn thử comment xem, cho thầy xem nào xem có bị lag hay gì không đây thầy thử đưa tay xem cái này nhé xem có bị lag không đấy nào có bị lag không nhỉ nếu không lag chúng ta sẽ học luôn nhá không lag chúng ta sẽ chữa đề này luôn được chưa <laughs> rồi tạch rồi à <laughs> mạng nét căng <laughs> rồi ok ok thôi đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái đề này nhá rồi học thôi nhờ vào việc thôi đây rồi, các bạn chờ thì sẽ setup cho chuẩn chỉ đã nào các bạn lấy máy tính ra nào chúng ta bắt đầu đi chữa cái đề phát triển để minh họa này nhá đầu tiên nào các bạn comment cho thầy câu số 1 nào câu số 1 này nó là câu dễ nhất bài đúng không đến bây giờ mà hỏi là tần số góc là gì mà không biết thì thôi thôi nghỉ thôi nghỉ thôi đúng không rồi câu số 1 nó hỏi tần số góc tức là nó hỏi là cái omega này đúng không vậy thì chúng ta sẽ chọn ngay là đáp án b câu một chúng ta chọn đáp án b đấy rất dễ đúng không những câu đầu thì đương nhiên là rất dễ rồi nào câu số 2 nào một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g chu kỳ dao động của con lắc đơn là gì đúng không chu kỳ dao động của con đơn thì các bạn nhớ cho thầy omega của con lắc đơn đã là bằng căn g trên l đúng không vậy thì từ đây chúng ta có chu kỳ thì bằng 2 pi trên omega và bằng hai đảo ngược lại lên đúng không 2 pi này nhân với căn l trên g đáp án câu này chúng ta chọn là đáp án c nhé câu 2 chúng ta chọn đáp án c đúng không nào câu số 3 nào Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa Khi chất điểm có vận tốc V thì động năng của nó là gì đúng không Động năng cái hiệu ở chữ V kép D Nó sẽ bằng 1 phần 2 mv bình đúng không Còn thế năng là gì nhé các bạn nhỉ Bằng 1 phần 2 kx x bình Đấy chưa Cơ năng thì bằng tổng hai cái này cộng với nhau Đấy Để nhắc lại một chút kiến thăng Kiến thức về động năng thế năng cơ năng ấy Đúng không Câu số 3 thì chúng ta sẽ chọn ở đáp án là Ô đáp án gì nhỉ VM bình ạ. À? à đây, MV bình đáp án là đáp án B. Đúng không? Nào, các bạn comment học cùng thầy luôn nhá. để chưa nhỉ? Để xem lý thuyết của các bạn có còn vững không, được chưa? Lý thuyết rất quan trọng nhá. Ừ, lý thuyết rất là quan trọng. Được chưa nhỉ? Nào, câu số 4 nào. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, đấy phát biểu nào sau đây là sai? Đúng không? Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động, sai này, cái này sai luôn này. Được chưa? Dao động cưỡng bức tần số có này tần số của nó có thể khác với tần số riêng của hệ dao động bình thường nhá. Được chưa? Nào, ý B nào, biên độ của dao động của cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. Câu này đúng không Đấy, thế nên là tần số không thể nào lúc nào cũng bằng tần số riêng của hệ được, đúng không? Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức, cái này đúng này. Đấy, biên độ của dao động của cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. Đấy, nó phụ thuộc vào tần số và biên độ của lực cưỡng bức nhá. Biên độ của dao động nó sẽ phụ thuộc bởi hai cái là tần số và biên độ của lực cưỡng bức được chưa nhỉ rồi câu số 4 câu sai thì chúng ta sẽ chọn là đáp án a nhá nào xem mà xem của ông nào sai bố nào <laughs> nào rồi ok ngọc như bố na này đình trung bố na này đấy rồi julie catlit bố na ồ câu những câu lý thuyết này thì khuyến khích bạn các bạn comment nhiều lên đúng không sai một lần chúng ta nhớ được chưa? Sai một lần thì chúng ta sẽ nhớ thôi nha. Nào câu số 5 nào Hai dao động điều hòa cùng phương Cùng tần số cùng pha nhau Cùng phương này Đấy cùng tần số đây là cái điều kiện để nó dao động điều hòa à nó tổng hợp dao động được vào đúng không còn cùng pha nào hai dao động này cùng pha vậy thì biên độ tổng hợp của hai cái này nó chính là a 1 cộng a hai nha thì thầy bảo rồi hai dao động này các bạn coi như nó là hai cái vectơ quay vậy thì cùng pha thì hai cái vectơ này phải cùng chiều đấy tổng hợp dao động chính là tổng hợp vector đúng không các bạn cộng hai vector này nó sẽ ra một cái vector có độ dài nó lớn hơn đấy lớn hơn thì nó chính là bằng tổng a 1 cộng a 2 được chưa nên là câu 5 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án d nha rồi câu số 6 nào câu số 6 nào một sóng ngang truyền trong một môi trường đấy nào một một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường như thế nào đúng không nào thử lại một câu lý thuyết nào, sóng ngang thì thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Sóng ngang thì phương dao động của các phần tử môi trường sẽ vuông góc với phương truyền sóng. Đúng không? Còn sóng dọc thì là trùng với phương truyền sóng nha. Đấy, câu 6 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án C, được chưa? Nào, câu số 7 nào. Câu số 7 nào. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B, dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng, sóng truyền ở mặt nước có bước sóng lambda cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó là bao nhiêu đúng không tức là nó là d 1 trừ d hai nó sẽ bằng bao nhiêu thì sóng tổng hợp tại đấy sóng giao thoa tại đấy nó là cực tiểu đúng không vậy thì ở đây chúng ta có d 1 trừ d hai mà bằng k lần bước sóng thì ở đây nó là những cái vân cực đại được chưa còn d 1 trừ d hai mà bằng k cộng với 0,5 lambda thì ở đây nó là những vân cực tiểu đúng không đấy vậy thì các bạn nhớ này đây là một số nguyên còn đây là những cái số bán nguyên đúng không như kiểu 0,5 này đấy 1,5 này 2,5 này được chưa bởi vì đây là hai nguồn cùng pha nhá thế nên chúng ta sẽ có biểu thức này đây là hai nguồn cùng pha đúng không còn hai nguồn ngược pha thì sao nào nếu mà ngược pha thì chúng ta phải đảo ngược lại nhá Lúc này chúng ta sẽ có D1 trừ D2 Nó sẽ bằng K cộng 0,5 lambda Thì đây nó là những cái vân cực đại Được chưa? Còn D1 trừ D2 mà bằng K lambda Thì đây nó là những cái vân cực tiểu Đấy, đôi khi người ta hỏi này mà các bạn không biết Hai nguồn ngược pha với nhau thì cũng là gãy Đúng không? Đấy, gãy hết Được chưa nhỉ? Thế nên các bạn vẫn phải nhớ cho thầy những cái này Nha Đấy, đây là hai nguồn này là hai nguồn cùng pha thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án đáp án D đúng không? Câu 7 đáp án D nha. Nhớ là đi thi phải đọc kỹ đầu bài vào. Cứ tưởng là lúc lúc nào cũng cực đại, cực tiểu lúc nào cũng thế này, cực đại lúc nào cũng thế này đọc nhanh ấy. Nếu mà các bạn đọc lướt ấy thì là chết hết. Được chưa? Đấy, chết hết nha. Nào, câu số 8 nào. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất là bằng bao nhiêu đúng không? Thì các bạn khi mà xảy ra sóng rừng ấy, sợi dây nó sẽ có hình dạng giống như kiểu này này. Đấy, nó nó là những cái hình này này. Được chưa? Thì từ hai cái đỉnh này đến đây nó là một bước sóng. Đến đây nó là một bước sóng. Đấy, nó cứ đủ hai cái hình tròn này, khoảng cách từ đây đến đây nó là một bước sóng. Được chưa? Thì các bạn đọc tiếp này. Nào Uh, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất là bao nhiêu đây bụng nó là những cái điểm dao động với biên độ cực đại đây là những cái bụng này điểm này chính là điểm bụng này được chưa điểm này dao động với biên độ lớn nhất này các bạn nhìn này đấy nó lên tận đây cơ thì nó là lớn nhất đến với gì đây nào khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng bao nhiêu đây là nút gần nó nhất nút là những cái điểm đứng yên đúng không vậy thì đây là lambda đây nó sẽ là lambda trên 4 đúng không đây nó sẽ là lambda trên 4 nhá Đáp án câu này chúng ta chọn là đáp án C 1 phần 4 bước 6 Đúng không? Khoảng cách nó sẽ là 1 phần 4 bước 6 Đấy Nào tiếp Câu số 9 nào Câu số 9 nào Nào Rồi Câu số 8 để để xem nào Rồi Hoàng Hạ Vi 8C Đúng không? Khánh Vi 8C Rồi Thu Trang 8C Nào tiếp nhá Chúng ta sẽ chuyển qua câu số 9 nào Một sóng cơ Chuyển lần lượt trong các chất À, không khí ở 20 độ C, nước, nhôm và đồng, tốc độ truyền sóng nhỏ nhất, này nhỏ nhất trong bao nhiêu, đúng không? Thì khi mà một sóng cơ truyền sóng ấy, tốc độ nó sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, đúng không? Môi trường mà càng đặc vật chất thì môi trường đấy tốc độ truyền càng nhanh. Vậy thì ở đây các bạn nhìn này, không khí này, đấy, không khí vận tốc trong không khí chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn vận tốc trong nước trước. Đấy và nhỏ hơn trong nhôm và đồng đấy nhôm và đồng đấy được chưa nhôm và đồng thì thầy không rõ được chưa không quan tâm lắm các bạn nhớ cho thầy càng đặc vật chất thì vận tốc truyền càng nhanh đúng không vậy nên không khí thì vận tốc truyền nó sẽ là nhỏ nhất nha câu trí này chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án gì đây nào không khí ở 10, 20 độ C đáp án là đáp án B nha đấy à, lý thuyết thôi lý thuyết chương sóng cơ nào, tiếp vào câu số 10 nào. Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Hệ thức liên hệ giữa chu kỳ T và tần số F của 6 là bao nhiêu, đúng không? Chu kỳ thì lúc nào cũng bằng 1 trên F. Đấy, lúc nào cũng thế. chưa nhỉ? Câu 10 chúng ta sẽ chọn là đáp án A nhá. Nào, câu số 11 nào. Câu số 11 nào. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu? Nào, tần số dao động riêng thì các bạn nhớ cho thầy cái omega đúng không? Thì nó bằng 1 phần căn LC. Đấy, từ đây chúng ta có tần số thì bằng omega chia 2 pi. Đấy, và bằng 1 phần 2 pi căn LC nhá. Câu 11 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Đấy, câu 11 đáp án A. Nào, câu số 12 nào. Đến bây giờ mà ông nào vẫn nhớ được sơ đồ máy phát thanh và thu thanh thì cũng cũng gọi là có trí nhớ tốt đấy, đúng không? Đấy, không. Thực ra là phải vận dụng nguyên tắc trí nhớ siêu đẳng, đúng không? Các bạn phải tưởng tượng, các bạn phải biết tưởng tượng. Thì mới nhớ lâu được. Còn nếu mà các bạn chỉ nhớ học không ấy thì đến bây giờ chắc chắn là quên rồi, đúng không? Chắc chắn là quên. thầy tin chắc chắn là như vậy. Ờ, à, nào, vậy thì sơ đồ khối của một máy phát thanh là gì? Nó đầu tiên là nó gồm cái micro đã, đúng không? Cái micro là số 1 này. Đấy, được chưa? Cái này để làm gì? Biến dao động âm thành dao động điện từ có cùng tần số. Đấy chưa? Cái thứ hai, đây là máy phát thanh nhá, được chưa? Nó là mạch phát sóng điện từ cao tần, mạch phát sóng thôi. Được chưa? Mạch phát sóng. Thì cái này nó có tác dụng gì? Nó tạo ra một sóng mang nó có tần số cao. Đấy, và cái thứ ba, đó là mạch biến điệu. Mạch biến điệu. Được chưa? Cái này thì thu sóng âm tần đúng không? Cái này thì tạo ra sóng cao tần. Thì cái mạch biến điệu này là gì? Để gộp sóng cao tần với âm tần vào nha. Đấy, để làm gì? Để nó có thể truyền được đi xa. Được chưa? Sóng tần số cao thì sẽ truyền được đi xa, còn sóng tần số thấp thì không truyền được đi xa, đúng không? Thì chúng ta phải gộp hai cái sóng này vào với nhau mới truyền được đi xa. Được chưa? Và cái thứ tư đó là mạch khuếch đại. Đấy, mạch khuếch đại. Cái này thì tác dụng là gì? Làm cho sóng bang nó có biên độ lớn để nó có thể truyền đi xa. Và cái cuối cùng đó là anten phát nha, anten phát. Đây là sơ đồ của một máy phát thanh, đúng không? Vậy thì ở đây chắc chắn là nó sẽ không có là mạch tách sóng, đúng không? Câu 12 chúng ta chọn được là đáp án A nhá Đấy. Rồi. Rồi, Khánh Vi 12A, đúng không? Rồi, Xuân Tiến 12A. Đúng rồi, Thùy Trang nhớ thế cũng được đúng không? Máy phát thì không có tách sóng, còn máy tu thì không có biến điệu. Được chưa? Đấy. <laughs> Rồi, nào tiếp, chúng ta chuyển qua câu số 13 nào. Câu số 13 khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? Nào. Từ các bạn chờ thấy tí nha. Nào, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ có thể bị phản xạ, dạ, khúc xạ dạ như ánh sáng, cái này đúng luôn này đúng không? Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian, đúng rồi. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không, đúng không? Nó lan truyền được trong tất cả các môi trường, rắn lỏng khí và chân không. Đấy chưa? Nó khác với sóng cơ là sóng cơ không lan truyền được trong chân không. Rồi, sóng điện từ truyền trong điện môi là sóng dọc, sai nhá. Sóng điện từ lúc nào nó là sóng ngang. Vậy thì câu 13 chúng ta chọn đáp án sai là đáp án D. Được chưa nhỉ? Rồi. <laughs> Người chơi hẹn bay lắc 13D. Rồi. Rồi Xuân Tiến 13D Võ Phương Thảo 13D Nào tiếp Câu số 14 nào Cơ độ dòng điện Y bằng 3 căn 2 cốt 100 bt cộng 0.5 pi Giá trị hiệu dụng là bao nhiêu Đúng không Thì các bạn nhìn vào đây Đây chính là giá trị cực đại Đấy chưa Nhưng người ta hỏi là giá trị hiệu dụng cơ Thì giá trị hiệu dụng là gì Y hiệu dụng Nó sẽ bằng Y cực đại Chia cho căn 2 Nha Tương tự với U cũng thế U hiệu dụng bằng U cực đại chia căn 2 Vậy thì câu này Chúng ta sẽ lấy 3 căn 2 chia căn 2 đi, đúng không? Đấy, chia căn 2 đi thì nó sẽ được là 3, đáp án là đáp án A. Đấy. Câu 14 chúng ta có đáp án A. Được chưa? Nào, câu số 15 nào. Cái ông này lại khen thầy đẹp trai. Không, à? À, thầy không đẹp trai nữa Nào, câu số 15 nào. Học đi, được chưa? Học đi, không nói linh tinh nữa. Block à. nhá cứ hỏi mấy câu vú vẩn nữa là thầy block được chưa nào câu số 15 nào nào đặt điện xoay chiều đúng không đây biểu thức điện xoay chiều này nó hỏi cảm kháng của cuộn cảm này bằng bao nhiêu cảm kháng thì chính là omega l đúng không câu 15 đáp án là đáp án c nhá <laughs> rồi nào câu số 16 nào câu số 16 nào đặt điện áp u và u không Đấy, biểu thức u này RLC mắc nối tiếp này Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi gì? Khi ZL bằng ZC Đúng không? Đấy khi ZL bằng ZC thì Nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng Đến đây các bạn biến đổi tiếp ra nhá. Đến đây chúng ta biến đổi tiếp ra nào ZL thì bằng omega nhân L ZC thì bằng 1 phần omega C Đúng không? Vậy thì từ đây Nào chúng ta sẽ có là gì? Omega bình LC bằng 1 Đấy câu 16 chúng ta chọn là đáp án A Nhá Ừ được chưa? Câu 16 chúng ta phải chọn đáp án A nhá. Rồi, Xuân Tiến 16A, Nguyễn Hưng 16A. Nào, tiếp nào. Câu số 17 nào. Một máy biến áp lý tưởng đang hoạt động đúng không? Gọi U1, U2 lần lần là, là, điện áp hiệu dụng ở hai đầu sơ cấp và thứ cấp để hở. Nếu điện áp là tăng áp thì nó có cái biểu thức là gì đúng không? Nào, tăng áp thì biểu thức là gì nhỉ các bạn nhỉ? Tăng áp thì U2 nó phải lớn hơn U1 đúng không? Thì khi mà U thứ cấp nó lớn hơn U sơ cấp thì nó là tăng áp Đúng không? Ban đầu chúng ta chỉ cấp cho nó một điện thế là U1 thôi Lúc sau đi qua máy biến áp nó tăng lên nó Tạo ra một điện thế là U2 thì rõ ràng nó phải tăng lên đúng không? Nếu mà U2 mà nhỏ hơn U1 Tức là U thứ cấp ấy, nhỏ hơn U sơ cấp Thì đây nó là máy giảm áp Đúng không? Máy hạ áp ấy Máy hạ áp thì chuẩn hơn nha Câu 17 chúng ta chọn là đáp án D được chưa? Nào câu số 18 nào Đến đây mà ông nào vẫn nhớ được cái này thì cũng giỏi này <laughs> Đấy chưa? Nào một máy phát điện xoay chiều một pha Được cấu tạo bởi hai bộ phận chính là gì? Một máy phát điện xoay chiều một pha Thì được cấu tạo bởi cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Nào thử xem xem đến đây ông nào còn nhớ không? Ừ rồi Xuân Tiến 18C Ồ Thu Trang 18B máy phát điện nó khác máy biến áp nhá thu trang nhá được chưa đấy thầy sẽ nhắc ở đây để cho em nhớ nhớ từ giờ lúc thi luôn được chưa máy biến áp thì nó mới gồm gồm cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp đúng không còn máy phát điện xoay chiều một pha ấy, thì nó gồm phần cảm và phần ứng đấy câu 18 chúng ta phải chọn là đáp án C nhá <laughs> được chưa rồi đấy nào câu số 19 chín nào câu số 19 chín nào một nguồn điện có điện trở trong R ghép với mạch ngoài có điện trở R ngoài tạo thành mạch kín đúng không? đây là một câu lớp 11 này đấy. khi cường độ dòng điện trong mạch bằng I, suất điện động E của nguồn điện được tính bằng biểu thức nào đúng không? nào lúc này chúng ta sẽ có cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ bằng suất điện động của mạch chia cho điện trở trong cộng với điện trở ngoài đúng không? đây là công thức định luật Ôm năm lớp 11. Đấy, một câu lớp 11 đúng không? Từ đây chúng ta sẽ có E thì bằng Y nhân với R trong cộng với cả điện trở mạch ngoài. Đấy chưa? Đáp án là đáp án A. Đấy, câu 19 chúng ta chọn là đáp án A nhá. Rồi, nào câu 20 nào. Câu 20 ông nào nhớ được cũng giỏi. <laughs> một câu lý thuyết lớp 11 đúng không? Một mạch điện kín đặt trong từ trường từ thông qua mạch biến thêm một lượng là delta phi trong khoảng thời gian delta t được chưa? Suất điện động cảm ứng EC trong mảnh được tính bằng công thức nào sau đây? Nào, câu này nhớ được cũng giỏi này. Xem có bạn nào nhớ được không? Suất điện động cảm ứng nó sẽ bằng gì nhỉ các bạn nhỉ? Uhm. Nào. <laughs> từ từ để tài xem xem có bạn nào làm đúng không? Rồi, Julie Carlit 20C. Rồi, Nông Thị Bích Thuận 20C. Rồi, ok. Câu này không có bạn nào sai đúng không? Ồ, oh. kinh nhỉ? vẫn nhớ được các bạn vẫn nhớ được thế là quá tốt rồi đúng không từ giờ đến lúc thi mà vẫn nhớ được là là được nha nào câu số 20 21 nào một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 5 cm tần số góc là 2 tốc độ cực đại của chất điểm điều là bao nhiêu đúng không ở ừ. câu này thì đơn giản rồi V max đấy nó sẽ bằng a omega biên độ là 5 tần số góc là 2 thì cái này nó chính là bằng 10 đúng không? Đáp án là đáp án A nha. Câu 21 chúng ta chọn là đáp án A. Rồi, nào tiếp câu số 22 nào. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ là 4, chu kỳ là 2 giây. Quãng đường vật đi được trong 4 giây là bao nhiêu? Nào. Bài toán quãng đường đúng không? Chúng ta có chu kỳ là bằng 2. Được chưa? Quãng đường vật đi được trong 4 giây, cái thời gian là 4 giây. Này nó bằng 2 lần chu kỳ đúng không? Chu kỳ là hai giây. Một chu kỳ thì lúc nào cũng đi được quãng đường là 4A. Nhá. Nửa chu kỳ thì lúc nào cũng đi được quãng đường là 2A. Vậy thì hai chu kỳ ở đây nó sẽ đi được quãng đường là 8A. Đúng không? Các bạn lưu ý cho thầy nhá. Lúc nào chúng ta cũng có hai cái này là hai cái đúng, biểu thức lúc nào cũng đúng. Được chưa? Nếu mà ở đây cộng thêm một khoảng thời gian t trên 2 nữa thì ở đây chúng ta cộng thêm 2A nữa, đúng không? Thì quãng đường nó sẽ là 10A. Nhưng mà lưu ý cho thầy này, cái cái t trên 4 này không phải lúc nào nó cũng là là a đâu nhá lưu ý này không phải lúc nào t trên bốn cũng là a đâu chỉ có hai cái này là hai cái mặc định nó đúng rồi cái này thì nó chỉ xảy ra khi vật đang ở vật đang ở biên hoặc vị trí cân bằng đấy hoặc vị trí cân bằng nhá nhớ đấy không cần nhớ cái này đâu đấy chưa các bạn nhớ cho dài hai cái này thôi còn lại chúng ta sẽ dùng vòng tròn lượng giác được chưa nhỉ? Nào, câu số 23 chúng ta sẽ chọn được đáp án là là 8A, đúng không? Đây. Hai chu kỳ thì nó sẽ đi được quãng đường là 8A. A là 4 vậy thì quãng đường nó sẽ là 32. Đáp án là đáp án đáp án B nha. Nào. Rồi. Câu số 23 nào. Nào, câu số 23 nào. Một sóng cơ tần số 25Hz đúng không? Truyền dọc theo trục UX với tốc độ là 200cm trên giây Hai điểm gần nhau nhất trên trục OX mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau cách nhau là bao nhiêu Hai phần tử bất kỳ Được chưa Nó dao động ngược pha nhau Thì chúng ta sẽ có khoảng cách giữa hai phần tử đấy là D bằng K cộng 0,5 lambda Đúng không Đây là công thức khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ dao động ngược pha với nhau Vậy thì hai điểm mà gần nhau nhất được chưa? Thì khi mà xảy ra khi K bằng 0 Tức là khoảng cách này nó chính là bằng 0,5 lambda Nha? Đấy, 0,5 lambda Vậy thì câu này chúng ta Nào, lambda đầu tiên này Thì bằng V trên F Đúng không? Bằng 200 chia 25 này Đấy, và bằng 8 Vậy thì D khoảng cách này nó sẽ là bằng 4cm Nha? Đáp án là đáp án B Đúng không? Câu 23 chúng ta chọn là đáp án B Đấy, rồi Võ Phương Thảo 23B Hạ Vi 23B rồi Nguyệt Lan 23B nào câu số 24 nào nào các bạn làm cho thầy câu số 24 nào quy tắc bàn tay gì nhỉ quy tắc bàn tay gì nhỉ các bạn nhỉ đây đọc nhá một sóng điện từ lan truyền trong không gian tại điểm M sóng truyền qua vector có cường độ điện trường E vector cảm ứng từ B được biểu diễn như hình vẽ Vector vận tốc truyền sóng tại m là gì đúng không vậy thì câu này nó cho vector b và vector e nó bắt xác định phương truyền sóng đúng không nó bắt xác định phương truyền sóng thì cái bài này thầy đã dạy các bạn một lần rồi ở trong đề thi thử à đề minh họa đúng không đấy chúng ta sẽ dùng quy tắc bàn tay phải đúng không đấy ô nào quy tắc bàn tay phải nó các bạn nào đọc cho thầy câu quy tắc bàn tay phải Bắt đầu E này Thì là chiều của Chúng ta sẽ đặt nhá Sao cho lòng bàn tay Là cái phương đẩy sóng ra được chưa Chiều từ Đầu ngón tay đến cuối ngón tay Là chiều của vector B Còn chiều ngón cái trõi ra Là chỉ chiều của vector E Vậy thì chúng ta sẽ phải đặt như này nè Đây Các bạn đặt Quẹo tay Đây đây Chờ tí thì... tí Đây đặt tay như thế này đúng không đấy vector e nó trùng này được chưa vector b các bạn thấy trùng chưa vector b nó chuyển từ đầu ngón tay đến cuối ngón tay chưa được chưa vậy thì lúc này các bạn nhìn con... cái bàn tay thầy đang úp này vậy thì lúc này cái sóng nó đang đẩy từ bàn tay ra ta. đấy nó đang đâm vào bên trong cái mặt phẳng đấy Đấy. thầy vừa chạy ra sau thầy ấy cho các bạn đấy nếu không là thầy quẹo tay mất Đấy chưa? Vậy thì cái vector vận tốc nó phải đang đâm vào bên trong nhá. Có phương vuông góc và hướng vào phía trong mặt phẳng hình vẽ. Đa ván là đa bạn đi. Ờ. À, rồi. Sai <laughs> hết. Đấy chưa? Thế hưng 23B này. Rồi, sai luôn. Đấy chưa? Đấy, nào xem nào. Nông thì Bích Thuận 24D rồi. a à, Rồi, thế hưng sai này. Julie Carlis sai này. Đúng wow. không? Ừ, sai hết. Có mỗi bạn Bích Thuận bạn ấy chọn đúng thôi nhá. Câu 24 chúng ta phải chọn đáp án đi. Được chưa nhỉ? Đấy. Rồi, nào câu số 25 nào. Đấy, câu số 25 nào. Đặt điện áp U bằng 220 căn 2 cốt. Đây, cho phương trình của U thì phương trình của dòng điện đây. Đúng không? Nó hỏi hệ số công suất của đoạn mạch là gì? Nào, hệ số công suất của đoạn mạch chính là cốt phi. Phi ở đây chính là độ lệch pha giữa U và Y. Nào, phi thì bằng pha ban đầu của thằng u trừ đi pha ban đầu của thằng y đúng không pha ban đầu của thằng u nó là pi trên ba đấy pha ban đầu của thằng y nó là không vậy thì trừ đi không và bằng pi trên ba vậy thì câu này chúng ta cốt pi trên ba nó sẽ bằng nào cốt pi trên ba nó sẽ bằng bao nhiêu nó bằng 1 phần hai đúng không đấy đáp án là đáp án a các bạn ấn máy ra nhá uhm. nào đến câu 26 nào một câu ở chương số 1 không biết các bạn còn nhớ về bài dao Động Cưỡng Bước không? Ừ. Nào Bài dao Động Cưỡng Bước này Thầy dạy trong nhóm kín này Một tỷ bài đúng không? Đấy Đại khái hôm đấy thầy dạy rất là nhiều Nó rơi vào đúng một tỷ bài thật ừ. Chắc độ ra khoảng chục bài Còn 900 triệu bài còn lại là Chúng ta tự nghĩ ra Đấy chưa? Nào câu số 26 nào Một con lắc lò xo gồm độ cứng cao là bằng 100 Đúng không? Vật nhỏ có khối lượng là m bằng 0,1 kg. Đấy. Do có lực cản của môi trường nên con lắc dao động tắt dần. Ừ. Đây chính là dao động tắt dần, đúng không? Để duy trì dao động, người ta tác dụng vào quả cầu một con lắc một ngoại lực biến thiên điều hòa. Tức là gì? Đây chính là dao động cưỡng bức. Chúng ta dùng một lực cưỡng bức, đúng không? F bằng F0 cos omega t cộng với phi. Dùng một lực này chúng ta cưỡng bức nó vào, bắt nó phải dao động theo ý mình, đúng không? Thì đấy nó người ta gọi là dao động cưỡng bức đấy tần số thay đổi được và có phương dọc theo chủ lò xo so. khi tần số là f 1 có lắc biên độ là a1 Đấy chưa vừa chúng ta gặp một câu dao động cưỡng bức rồi đó là gì khi mà tần số thay đổi đúng không f thay đổi sẽ làm cho biên độ thay đổi đấy vậy thì ở đây khi f1 bằng 4 thì biên độ nó là a1 này F2 bằng 4,5 thì biên độ là A2, tần số ngoại lực là 4,9 thì có biên độ là A3. Người ta bắt đi so sánh A1, A2 A3. Thì cái này nó là gì? Đầu tiên các bạn phải tính cho thầy tần số dao động riêng của con lắc lò xo này đã. Đúng không? Omega nó bằng căn k trên m. Được chưa? Nào. 100 căn này, 100 chia cho 0,1 đúng không? Thì nó rơi vào là bằng 10 pi. Được chưa? Nào, thử ấn nhá căn của 100 chứ không phải một đúng không? Thì nó chắc chắn là 10 pi rồi. Đấy chưa? Nó là 10 căn 10 thì thầy thế này thầy lấy xấp xỉ là 10 pi luôn. Nha. Yeah. Vậy từ đây chúng ta sẽ có tần số dao động riêng. Đây. Tần số góc riêng này, tần số dao động riêng. <laughs> nó sẽ là 10 pi phấn bao nhiêu? Phần 2 pi và bằng 5 hz. Đúng không? Thì cái đặc điểm của dao động góc bước là gì? chúng ta kích thích cho nó dao động với một tần số ngoại lực ấy đây này càng gần cái tần số riêng này thì biên độ nó càng lớn được chưa nhỉ vậy thì ở đây chúng ta nhìn vào đây xem con lắc khi mà tần số nào gần nhất với tần số riêng nhỉ các bạn nhỉ đó là gì cái thằng này đúng không càng xa thì biên độ càng bé đi nha vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này f 1 nó sẽ nhỏ hơn f 2 đúng không f 1 này không nó xa cái năm này hơn F2 đúng không và cái F2 này lại xa 5 HZ này hơn F3 Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có biên độ A1 nhỏ hơn A2 và nhỏ hơn A3 Nhá, Chứ không phải là F1 nhỏ hơn F2 nhỏ hơn F3 Thì chúng ta có A1 nhỏ hơn A2 nhỏ hơn A3 đâu Được chưa nhỉ? Đấy Mà là gì? Thằng nào càng gần Được chưa? Thằng nào càng gần cái tần số riêng này này thì nó càng biên độ càng lớn. Ví dụ này, nếu mà thầy cho ở đây là một thằng F4 được chưa? Bằng 5,01. 5,05 đi. Đấy, thì bây giờ với biên độ là A4 thì lúc này so sánh A3 và A4 các bạn bảo thằng nào nó sẽ có biên độ lớn hơn. Nhá? Thằng nào nó sẽ có biên độ lớn hơn? So sánh A3 và A4 nhá. Chắc chắn là A4 rồi, đúng không? Các bạn nhìn này. Từ 4,9 đến 5 nó mất 0,1 HZ Đúng không? Từ 5,05 nó đến 5 nó chỉ mất 0,05 HZ thôi Tức là cái thằng tần số F4 này nó gần với tần số riêng hơn Được chưa? Thì tức là thằng F4 nó phải có biên độ lớn hơn nha Đấy, nhớ thế cho thầy đáp án là đáp án D Câu 26 chúng ta chọn đáp án D nha Rồi, nào tiếp Ờ à, Từ từ để này xem nào Rồi, Silver bui lép Rồi 26D Thế hưng 26D rồi Bích thuận 26D Tiếp nhá Tiếp nào Câu số 27 nào <laughs> Câu số 27 nào Một cậu bé lạc vào một khu rừng xanh Xung quanh là núi đá Cậu bé lấy hết sức mình hen lớn Cứu tôi với ừ. Nghe chả liên quan gì đến vật lý nhỉ Sau một lát trong khu rừng Có tiếng vọng lại Đến đây mới có Có hiện tượng vật lý này Đấy chưa nó là gì nó là phản xạ âm đấy chưa đấy chúng ta đứng ở đây đấy là chúng ta truyền một âm thanh đến ngọn núi đấy được chưa nhỉ thì lúc này nó âm thanh đập vào đây cứu tôi với đúng không cái âm cứu tôi với đập vào đây sau đó là cái âm cứu tôi với lên lại đập lại đấy thì khoảng thời gian đấy nó là một năm âm này nó bắt đầu truyền từ đây đến đây này sau đó nó lại truyền lại tai của cậu bé này nó mất một năm giây Đúng không? Biết rằng rồi tốc độ lan truyền âm trong không khí là 340 m trên giây khoảng cách từ cậu bé tới ngọn núi gần nhất là bao nhiêu nào các bạn nhìn quãng đường âm nó truyền này từ cậu bé đến ngọn núi thầy gọi là quãng đường S đi sau đó là âm lại truyền lại từ S tới tay cậu bé này thì tổng quãng đường phải là 2S tổng quãng đường âm đi nó phải là 2S có đúng không Đấy, tổng quãng đường âm nó phải là 2S này. Tổng quãng đường là bằng vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc của âm là 340. Vậy thì từ đây chúng nào thời gian là 1,5 giây. 1,5. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có khoảng cách từ cậu bé tới ngọn núi là bằng nào? 340 nhân 1,5 chia cho 2. Đúng không? Nó là 255 m. Nhá. Yeah. Câu 27 đáp án đáp án A. Ồ oh. Ồ, oh, hồng trang 27B. Gãy, gãy luôn, đúng không? Đi thi mà gặp câu này sai ấy. Tiếc lắm, đúng chưa trang nhỉ? Hồng trang nhá, nhớ nhá. Em đi thi mà em gặp câu này là <laughs> ra khỏi phòng là các bạn cười thối bụi đấy, được chưa? <laughs> Bọn nó thấy mình sai mà nó chỉ cười thôi, được chưa nhỉ? Đấy, chứ bọn nó không ăn ủi đâu <laughs> Miệng thì thôi không sao <laughs> Nhưng mà trong lòng Sai sai thì cho mày chết Đúng không <laughs> Đấy Nào tiếp Bởi vì thi đại học là cạnh tranh mà đúng không các bạn nhỉ Đấy Thi đại học là cạnh tranh Được chưa Đấy Mình phải hơn đứa khác ừ, Rồi Thấy đứa khác sai là mình phải sướng Thôi phải nói thế thôi Nào <laughs> câu số 28 nào Câu số 28 nào Đặt điện áp xoay chiều vào biểu thức U bằng 200 căn 2 cốt 100 pt Vào hai đầu một tủ điện có dung kháng ZC vòng 100 Cơ độ dòng điện qua mạch có biểu thức là bao nhiêu Đúng không? Nào Khi mà trong mạch nó chỉ có ZC thôi Đúng không? Thì cái đầu tiên chúng ta có là U sớm pha Y Sớm pha... À đâu? U trễ pha Y mới đúng Trễ pha Y là pi trên 2 Được chưa? Đấy và cái thứ hai đó là gì? Y không bằng U0 chia cho ZC Đấy, hai cái này là đủ để các bạn làm rồi, đúng không? Còn nếu mà trong mạch mà chỉ có ZL thì sao? Thì lúc này chúng ta có U sớm pha Y Y là Pi trên 2 Còn Y0 thì bằng U0 chia cho ZL Đúng không? Còn trong mạch mà chỉ có R ấy Thì chúng ta có là U cùng pha Y Đấy Và Y0 thì bằng U0 chia cho R được chưa đấy ba cái này là ba cái chúng ta học mở màn ở điện xoay chiều ấy đúng không nhỉ vậy thì câu này nào đầu tiên chúng ta tìm y không là 200 căn 2 chia cho zc đúng không u không là 200 căn 2 chia zc cái này nó sẽ bằng là hai căn 2 đấy xong được chưa xong u trễ pha y pi trên 2 vậy thì pha của u là không chúng ta sẽ dùng pha của u cộng thêm với pi trên 2 là pi trên hai Vậy thì câu này chúng ta phải chọn là đáp án đáp án A nhá. Câu 28 táo đáp án A. Thấy chưa? Ừ. Rồi, đấy. Ô, rồi Nguyễn Hưng 28A, Hồng Trang 28A rồi. Võ Thị Hạnh 28A. Ô. Gì đây? Võ Phương Thảo 28B, Xuân Tiến 28 d Lại toàn nữa, đúng không? <laughs> Lại toàn nữa. <laughs> đấy, các bạn để ý cho thầy này, không thì các bạn dùng ấn số phức cho thầy Nha quên thì ấn số phức cho thầy được chưa đấy đây số phức này y biểu thức dòng điện y nó sẽ bằng u chia cho z phức nào z phức ở đây thì bằng r cộng y nhân với zl trừ zc nào u này biểu thức của u này nó là 200 căn hai góc là góc không đúng không nào z phức mạch này nó chỉ có zc thôi vậy thì r bằng không ZL bằng 0 Vậy thì cái này là trừ Y nhân với ZC ZC là 100 Trừ 100 Y Các bạn nhân máy tính cho thầy nha. Quên nhân máy tính cho thầy luôn Chuyển về dạng số phức là 1, 2 này Nhập biểu thức phức lên là 200 căn 2 này Chia cho góc 0 thì để im thôi Trừ 100 Y Đây Y ở đây này Đấy, Ấn bằng Đến đây các bạn chuyển sang ship 23 Đấy 2 căn 2 góc pi trên 2 Đúng không? Đấy 2,82 này nó chính là 2 căn 2 nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là 2 căn 2 góc là pi trên 2, đáp án là đáp án A. Đấy. Nhanh hơn đúng không? Nào tiếp câu số 29 nào, câu số 29 nào. Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R bằng 20 căn 3, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL bằng 20 đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu đúng không nào đầu tiên chúng ta có độ lệch pha đấy nó là phi là bằng phi u trừ đi phi y đúng không chúng ta có rất nhiều cách chúng ta dùng sẽ dùng tan phi nha tan phi nó sẽ bằng gì nhỉ zl trừ zc chia cho r đúng không zl ở đây là 20 này zc ở đây mạch không có thì chúng ta cho bằng không r ở đây là 20 căn 3 Vậy thì ở đây chúng ta có nó bằng 1 phần căn 3 Đến đây các bạn ác tan ra Nha. Nào Ác tan ra nào Nào Ác tan Ác tan nào 1 phần căn 3 đúng không Đấy Bằng Pi trên 6 Đáp án là đáp án đi Đấy. Độ lệch pha giữa U và Y là pi trên 6 Nha Đó Câu 29 đáp án đề nào Câu số 30 nào Câu số 30 Nhà bạn An mua được một chiếc TV nội địa Nhật Bản. Tuy nhiên ở Nhật Bản họ dùng nguồn điện xoay chiều là 120V trên 50Hz. Ở ờ, bạn An phải sử dụng chiếc TV đó ở Việt Nam với nguồn điện xoay chiều là 220V trên 50Hz. Đây các bạn lưu ý cho thầy cái này này. Đấy, cái này đôi khi người ta có thể hỏi đúng không? Ở Việt Nam người ta sử dụng điện áp chủ yếu là bao nhiêu này, tần số là bao nhiêu này, đúng không? Thì nó là 220 và 50 nhá. Nào, vậy thì ở đây thì bây giờ chúng ta phải dùng máy biến áp lý tưởng để làm gì Đúng không? Thì máy biến áp để làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Để tăng hoặc giảm hiệu điện thế Đúng không? Tăng hoặc giảm điện áp của dòng điện đấy lên và không làm tăng hay giảm tần số nha tần số phải giữ im đúng không từ 110 lên 200 đấy thì chúng ta sẽ có nào nó phải dùng máy biến áp có các thông số nào sau đây tức là chúng ta phải chọn đúng không Chúng ta sẽ có tỉ số là U2 trên U1 Nó bằng N2 trên N1 Tức là gì? Điện áp thứ cấp trên điện áp sơ cấp Nó sẽ bằng tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp Chia cho tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp Đúng không? Và cái này bằng 220 trên 110 Thì nó là 2 Đấy Vậy thì chúng ta phải chọn máy biến áp sao cho cuộn thứ cấp Gấp đôi cuộn sơ cấp Nha Đấy Đến bài này chúng ta phải chọn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn nào. Cuộn sơ cấp 1.000 này, cuộn thứ cấp là 500. Cuộn thứ cấp nó bằng có một nửa cuộn, sơ cấp là sai, đúng không? Sơ cấp 500 vòng dây, thứ cấp 1.000 vòng dây. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn là đáp án là đáp án gì nhỉ các bạn nhỉ? Ờ, đáp án B, đúng không? Đấy, à từ từ. Đọc, đọc kỹ lại không nào? Xem có sai không nào? Nội địa Nhật Bản này Tuy nhiên ở Nhật Bản họ sử dụng nguồn điện xoay chiều lại 110 Đúng không? Đấy À Từ 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 ừ. Câu này nó hơi lừa các bạn ạ Câu này nó hơi lừa này ừ. Căng 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 Thầy tí thì bị lừa câu này Thầy đọc Thầy đọc nhanh nhá Thầy vừa đọc nhanh là thầy tí chết ở câu này, này. Nào Đây 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 Thầy sẽ giải thích lại cho các bạn Nhật Bản nhá Người ta dùng nguồn điện xoay chiều 110V và 50Hz Đúng không? Vậy thì cái TV này Nó chỉ sử dụng được nguồn điện là 110V và 50Hz thôi Được chưa? Nhưng mà sang ông Việt Nam Ông Việt Nam thì nguồn điện của ông Việt Nam là 220 trên 50 Đúng không? Vậy thì để sử dụng được cái TV này Chúng ta phải hạ nguồn điện từ Việt Nam là 220 xuống 110 thì cái tivi này nó mới sử dụng được. Đúng không? Câu này rất là hay, rất là lừa nhá. Được chưa? Rất 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 là lừa. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải dùng tỷ số cuộn sơ cấp trên tứ cấp U1 trên U2. Nào, điện thế đầu vào, đầu ra nó phải là 110. Đúng không? Đầu vào nó phải là 220. Đấy, vậy thì ở đây phải 220 chia cho U2 U2 là cái đầu ra là đầu thứ cấp đúng không? Nó là 110. Tức là cái đầu sử dụng điện áp đấy, được chưa? Cái này bằng N1 trên N2 và cái này bằng 2. Vậy thì từ đây chúng ta phải chọn sao cho sơ cấp lớn gấp 2 lần thứ cấp nhá. Tức là câu này chúng ta phải chọn là đáp án A là đáp án chuẩn này. Ừ. Uhm. Đấy. Tí thì chết đúng không? Ồ. <laughs> oh, được chưa? Nào có bạn nào sai câu này không Thử comment cho thầy xem cái nào Xem câu này xem bao nhiêu bạn bị lừa nào <cười> Nào <cười> Rồi Bạn nào mà vẫn tỉnh được câu này chứng tỏ là đọc kỹ phết ấy. đấy được chưa Mới đầu thầy còn bị lừa câu này cơ mà ừ, Đọc nhanh là bị lừa đấy nha Đọc nhanh là bị lừa đấy Nào tiếp câu số 31 ừ. <laughs> câu số 31 nào Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? Ừ, câu này nó ở chương 4, đúng không? Nếu tại một nơi có điện từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Câu này đúng. Thấy chưa? Đương nhiên là đúng rồi. Thấy chưa nhỉ? Nào tiếp, đó là lý thuyết của chương 4 đấy. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. Câu này đúng luôn, đúng luôn. Đúng không? Nhưng mà nó hỏi là đáp án không đúng cơ. Đấy, điện trường xoáy có các dạng có các đường sức là các đường thẳng song song cách đều nhau cái này sai nha đã gọi là xoáy thì lại còn song song xoáy là nó phải xoáy như này đúng không đây này xoáy này đấy nó là những cái vòng xoáy được chưa này vẽ đẹp hơn thì nó là như này đấy, nó là vòng xoáy được chưa nhỉ điện từ trường bao gồm điện trường biến thiên và từ trường biến thiên cái này đúng luôn đúng không câu 31 mốt sai phải là đáp án đáp án c nhá nào tiếp câu số 32 nào nào câu số 32 nào mạch dao động LC lý tưởng. Cuộn dây có độ từ cảm L không đổi, còn tụ điện điện dung C thay đổi được, đúng không? Trong mạch dao động điện tử tự do, nếu ta tăng giá trị điện dung C lên 4 lần thì chu kỳ dao động riêng tăng lên mấy lần, đúng không? Nào, đầu tiên omega bằng 1 phần căn LC đã. Thấy chưa? Từ đây chúng ta có chu kỳ này, đấy, chu kỳ dao động điện từ nó sẽ bằng 2 pi căn LC. Nhá nó bằng 2 pi căn c đúng không vậy thì từ đây nếu mà tăng c lên 4 lần thì chu kỳ nó sẽ tăng lên tăng lên hai lần nha tăng lên hai lần bởi vì chúng ta căn đi mà được chưa nhỉ vậy thì câu 32 này chúng ta chọn là đáp án đáp án a nha đấy câu 32 đáp án a rồi nào tiếp câu số 33 lại một câu một câu 11 hay 12 đều như nhau đúng không nó đều học đều học cái dạng bài này nào bây giờ thử xem nào xem các bạn còn nhớ không? Hả? Cái gì đây? 31A 31C nhá, được chưa nhỉ? Ừ. Được chưa? Nó phải là đáp văn C nhá. Nào. nào, câu số 33 nào. Không biết bạn nào còn nhớ không? <laughs> nào, câu số 33 chúng ta đọc này. Chiếu tia sáng hẹp gồm Bay sáng đơn sắc màu lục này, cam và chàm vào mặt bên thứ nhất của lăng kính. Được chưa? Đấy, sau khi ra khỏi mặt bên thứ hai của lăng kính, góc lệch của các tia sắp xếp theo thứ tự tăng dần là bao nhiêu nào? Đây thầy có một cái lăng kính như sau này. Đấy, chiếu một tia sáng, chiếu một tia sáng vào đây. Được chưa? Ừ, chiếu một tia sáng vào đây. Thì theo định luật khúc xạ tổng xuân tia sáng này đây là cái phương truyền ban đầu của tia sáng đấy đúng không nhưng mà khi vào lăng kính này nó gặp một môi trường có chiết xuất thì nó sẽ truyền xuống đây được chưa và sau đó ra ngoài nó lại gặp thay đổi chiết xuất nó lại truyền xuống nó có ba màu đúng không vậy thì ở đây nó sẽ tách thành ba màu đấy đây là cái phương ban đầu này được chưa đấy nó sẽ tách tiếp này đấy tách tiếp này nó tách ra làm ba màu khác nhau đúng không vậy thì màu nào nó sẽ ở dưới này nào đầu tiên chúng ta phải nhớ cho thầy này đọc theo thứ tự thuận mồm đỏ cam này vàng này lục lam tràm tím này đấy những cái màu cơ bản đúng không các bạn phải nhớ cho thầy thì cái chiết xuất thằng đỏ này là nhỏ nhất đấy chiết nhỏ hơn chiết xuất thằng tím vậy thì thằng tím nó sẽ là thằng mạnh nhất đấy chưa tia tím là tia mạnh nhất mà đúng không vậy thì tia tím sẽ chìm xuống gì đáy tìm sâu nhất còn tia đỏ nó nổi lên xa nhất đúng không Vậy thì bây giờ này Nào sau khi ra khỏi góc lệch của các tia sắp xếp theo thứ tự tăng dần là bao nhiêu Nào các bạn có này Góc lệch của cái tia đấy Đây chúng ta nối cái đây Ví dụ đây là tia đỏ đi Được chưa Thì chúng ta nối cái tia đỏ này ra Đây chính là góc lệch giữa tia đỏ và cái tia tới Đúng không Thầy gọi là đi Vậy thì các bạn nhìn này Tia đỏ góc lệch nó sẽ bé nhất Sau đó đến tia cam Đúng không? Góc lệch nó lại tăng dần lên Đấy, góc lệch D nó lại tăng dần lên Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cam Cam này Nào, nó chỉ có 3 tia thôi Nhỏ hơn lục này Nhỏ hơn chàm Đúng không? Nhỏ hơn chàm Đấy, Đấy chưa? Hừm. Nhớ nhá Cam nhỏ hơn lục và nhỏ hơn chàm Theo thứ tự chiết xuất này Đấy, thứ tự chiết xuất Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Tia càng ở dưới đáy thì càng bị chìm sâu nhất đúng không? Tia càng nặng thì càng chìm sâu. Vậy thì câu 33 này chúng ta sẽ chọn là đáp án A nhá. Câu 33 đáp án A. Được chưa? Rồi. Thế Hưng 33A. Rồi, Đào Công Vinh 33A, đúng không? Rồi, Hồng Trang 33A rồi. Cây Di Hồng 33A rồi. Ok, câu này không có họ nào sai. Ừ, khá là tốt, đúng không? Đấy. nào tiếp câu số 34 nào. Câu số 34 nào. Ừ nhà à, 34 này chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc có bước sóng là lambda 1 bằng 0,28 này, lambda 2 thì bằng 0,42, lambda 3 thì bằng 0,35 rồi lambda 4 bằng 0,38. Đấy, vào bề mặt của một tấm kim loại có giới hạn quang điện lambda 0 bằng 0,35. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi chiếu các bức xạ nào? Đúng không? Nào, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi chiếu các bức xạ nào nhỉ? Ừ. Uhm. Vậy thì các bạn đọc này Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện đó là chúng ta phải chiếu một ánh sáng có bước sóng Nhỏ hơn giới hạn quang điện Đúng không? Nhỏ hơn giới hạn quang điện Nha. Thế các bạn tìm trong này Xem thằng nào nó có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện là là xong Nha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thằng nào nhỉ các bạn nhỉ? À, nhỏ hơn hoặc bằng đúng không? Thì đây có thằng lambda 1 này Và thằng lambda 3 Đúng không? Có mỗi hai thằng này thôi Đáp án là đáp án ạ Nha. Được chưa? Rồi ok Nào đến câu 35 nào Câu số 35 nào Tiếp Câu số 35 Nhà Long có một máy nghe nhạc Coi là nguồn điểm này Có công suất là 20W Đúng không Biết trong quá trình truyền âm Cứ truyền được 1 mét Thì năng lượng âm lại bị giảm đi 5% Ừ, năng lượng âm bị giảm đi phần tức là công suất nó sẽ bị giảm đi 5%. Cứ truyền 1 mét thì nó bị giảm đi 5% giảm năm phần trăm. Đúng không? Tiếp này do sự hấp thụ của môi trường truyền âm, y0 thì bằng 10 mũ trừ -12 này. Long ngồi cách máy nghe nhạc 8 m, hỏi nếu mở máy nghe nhạc to để gì đây? To hết cỡ thì mức cường độ âm của Long gần nhất giá trị bao nhiêu? Nào, chúng ta sẽ có mức cường độ âm nó sẽ bằng log của y trên y0. Đúng không? Đơn vị decibel thì ở đây chúng ta thêm là 10 thôi. Bởi vì 1 decibel bằng 10 1 ben thì bằng 10 decibel đúng không? Đơn vị ở decibel. Đấy, theo đầu bài. Được chưa? Nào, cái y này thì chúng ta tính bằng gì? Nào, y ở đây thì nó sẽ bằng P trên 4 PR bình. Đúng không? Đấy, đây là công thức tính cường độ âm. Được chưa nhỉ? P trên 4 PR bình. Nhưng mà các bạn đọc này. Vậy thì đầu tiên khoảng cách từ nguồn âm nhá, tức là cái máy nghe nhạc đấy, đúng không? Đến long là 8 m. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay ra đã nào. Đây là 4P này nhân với 8 bình đúng không? Đây là cái đầu tiên đã. Nhưng mà cái P này thì sao? Nào, cái P này bình thường những bài bình thường nó cho là không đổi. Nhưng mà bài này này cứ truyền đi 1 mét thì năng lượng bị giảm đi 5%. Đúng không? Vậy thì đây là truyền 8 m đầu tiên nhá. Nếu mà truyền đi 1 mét thì năng lượng chỉ còn P nhân với 0,95 thôi. Đúng không? Nhân với 0,95 rồi. Tiếp này, truyền đến 2 m thì nó lại bị giảm đi 5% nữa. Thì lúc này cả cái này người ta gọi là một công suất mới, đúng không? Thầy gọi là P1 thì nó lại là P1 nhân với 0,95. Tức là 95% của P1. Được chưa? Và cái này nó bằng P nhân với 0,95 bình. Vậy thì truyền đi 8 m thì lúc này công suất nó chỉ còn là P nhân với 0,95 mũ 8 thôi. Đấy, đây là cái hay của bài toán này đúng không Các bạn thay vào nào công suất ban đầu là 20 nhân với 0,95 mũ 8 đấy chưa nào cái này xem nó bằng bao nhiêu nha uh, 20 này nhân 0,95 mũ 8 này đúng không mũ 8 này phần này 4 pi nhân với 8 bình đấy rồi đến đây các bạn ấn bằng nó là 0,076 Shift sau Shift store A Được chưa Shift store A này Đây là cường độ âm Y Đúng không Nào đến đây thay vào tìm mức cường độ âm Đó là 10 lóc Của alpha A trên 10 mũ trừ 12 Được chưa Bằng Đấy Đáp án là 102,17 Đáp án là đáp án D Nha. Gần nhất 102,2 Đúng không Câu 35 chúng ta chọn đáp án D nhá. Rồi. Đào Công Vinh 35D rồi. Thế Hưng 35D. Nào, bây giờ đến câu số 36 này. Ừ. Câu số 36 làm nào thì các bạn nhỉ? Một câu khá là hay, đúng không? Một câu khá là hay nhá. Đây. Thì đây nó là một loại cực trị. Đúng không? Nó là một loại cực trị. C thay đổi những bài toán cực trị là những bài toán R thay đổi này, C thay đổi, L thay đổi này omega thay đổi này tần số thay đổi này đấy đây là những cái bài toán cực trị đúng không để thỏa mãn một cái điều kiện nào đó thì người ta gọi là bài toán cực trị nha thì với cái dạng bài toán này câu số 36 chúng ta sẽ đọc này mạch điện rlc mắc theo tứ tự trên được chưa đây thì cái mạch đây thầy sẽ vẽ cái mạch này ra nha nào <laughs> cái mạch rlc đúng không đây, R này, L này, và C này đây là cái mạch này A này B này Tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu điện thế có điện dung C thay đổi được Đúng không? C bài này là bài C thay đổi được Đấy C thay đổi được Rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi Điều chỉnh điện dung sao cho điện dung của tù điện đạt giá trị cực đại Cái bài này là C thay đổi để C mắc Đúng không? Cái bài này giống với trong đề minh họa, đúng không? Nhưng mà nó phát triển hơn một tí Nha, C thay đổi để C max. Được chưa? Nào. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng trên tù điện đạt giá trị cực đại này để UC max mới đúng nhá, để UC max. Rồi ok ok. Khi đó, điện áp hiệu dụng trên giờ là 75. Ừ, lúc này chúng ta có UR bằng 75, đúng không? Vật đây đã. Nào, tiếp đọc tiếp. Uh, khi thì đây điện áp tức thời trên hai đầu mạch điện là 75 căn 6 nào khi mà u nhỏ trên cả hai đầu mạch điện tức là u nhỏ 75 căn 6 tại một thời điểm nào đó đúng không u giữa hai đầu đoạn mạch là 75 căn 6 thì lúc này điện áp tức thời giờ l nào u nhỏ giờ l lúc này là bằng 25 căn 6 đúng không nó bắt đi tìm u hiệu dụng cả mạch điện Đấy, u bằng hỏi chấm thầy tóm tắt lại cái đầu bài như thế này nhá yeah. nào vậy thì bài này chúng ta sẽ làm như nào đây thì cái đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cái cực trị đã nào u c thay đổi nào yeah. C thay đổi, các bạn nhớ cho thầy để C thay đổi để UC mắc Thì chúng ta sẽ có một biểu thức đó là gì? U giờ là vuông pha với U hai đầu đoạn mạch nhá. Yeah. Biểu thức quan trọng nhất này trong cái dạng toán cực trị này Đấy, nhớ cho thầy cái này, được chưa? Ừ. Vậy thì U hai điện áp vuông pha với nhau Đúng không? Hai thằng này vuông pha với nhau Thì chúng ta cho cái biểu thức vuông pha là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là U nhỏ giờ này Trên cho U không lớn giờ L tất cả bình Cộng với gì? U nhỏ trên U cả mạch tất cả bình nó bằng một Đúng không? Đây là biểu thức vuông pha Đấy, đây áp dụng biểu thức vuông pha Được chưa? Rồi, vấn đề đã nhá, vấn đề đã Tiếp Ờ, nào đến đây chúng ta có thay được không? Đây, tại một thời điểm UZL bằng 25 căn 6 thì chúng ta thay luôn nhé các bạn nhá. Nào thay luôn vào này. 25 căn 6 này. Phần này U0ZL tất cả bình này. Được chưa? Cộng với này U trên U0 nó là gì? 75 căn 6 này phần này U0 tất cả bình bằng 1. Đây là cái biểu thức đầu tiên mà chúng ta có đã. Đấy chúng ta chỉ thay thôi Đúng không? Đây là điện áp tức thời Thì chúng ta thay lên biểu thức của điện áp tức thời Nào bây giờ còn cái này chúng ta chưa tận dụng Vẫn còn một cái chúng ta có thể tận dụng nữa này Bởi vì chúng ta chưa dùng đến cái UR bằng 75 Đúng không? Vậy thì đến đây thì vẽ giản đồ vector ra Nha Nào đây là giờ này L này thì đầu tiên đúng không giờ đi ngang nào chúng ta sẽ vẽ l trước đi nào l đi lên được chưa l đi lên R đi ngang Đúng không? R đi ngang Đấy, R đi ngang Rồi, C đi xuống Vậy thì đây, đầu tiên phải có đây chính là U, G, L cái đã U, G, L Đúng không? C sau đó C đi xuống này Nào, C đi xuống này Sao cho gì? Sao cho chúng ta nối vào Đây, nối vào U, G, L về vuông với U cả mạch Đây là A và đây là B, đúng không? Đây là U cả mạch Vậy thì góc này là góc vuông Nha, góc này là góc vuông Đấy, đây chính là giản đồ vector khi mà C thay đổi để UC max. Các bạn nhìn U thay đổi để C thay đổi để UC max thì cái đoạn ZC này, UC này nó rất là dài, đúng không? Nó dài hơn cả ZL, UL cơ. Được chưa? Nào, vậy thì đây nó chính là UR, UR này. Vậy thì từ đây các bạn nhìn vào UR nó sẽ là tam giác là đường cao của cái tam giác vuông này, đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta áp dụng những cái hệ thức của một tam giác vuông có đường cao H đúng không? Nó sẽ là gì? 1 trên UR bình. Nó sẽ bằng bằng gì nhỉ các bạn nhỉ? 1 trên U bình. Đấy, cộng với 1 trên UGL bình. Được chưa? Đấy. Đấy là cái mà chúng ta suy được ra. Vậy thì đến đây chúng ta áp dụng thay hai cái này vào. Nào, 1 trên UR bình là 1 phần 75 bình, đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần U U0 đúng không? Đây là U0 đi, chuyển thành sang U0 đi. Được chưa? Ờ, chuyển sang U0 đi thì ở đây sẽ là 75 căn 2 bình đúng không? Đấy, U0R thì đây phải là 75 căn 2 bình. 1 trên U0 bình cộng với 1 phần U0RL bình. Nào, đến đây thì các bạn này, hai biểu thức đến đây nó trở về bài toán giải phương trình với hai biểu thức này. Đến đây thầy lại đặt gì? 1 trên U0 bình thì bằng x, 1 trên U0RL bình là bằng y. Thì chúng ta có biểu thức đầu tiên đó là x cộng y bằng 1/75 căn 2 tất cả bình. Đúng không? Biểu thức thứ hai nào. Nào, cái này nó là 25 căn 6 bình, đúng không? 2 à đâu, u0 thì ở đây phải là 75 căn 6 tất cả bình x đã cộng với này 25 căn 6 tất cả bình y nó sẽ bằng 1. Được chưa? Nó sẽ bằng 1. Vậy đến đây các bạn giải cho thầy hai phương trình hay ở nha? Nào, giải thôi. 151 <laughs> này. 1 nè 1 nè bằng nè 1 chia cho 75 căn 2 tất cả bình đúng không tiếp nè uh, 75 căn 6 75 căn 6 này tất cả bình này tiếp nè 25 căn 6 này tất cả bình đúng không rồi 1 uhm. nào cái đầu tiên là 1 phần 45.000 đúng không Cái thứ hai nào nào cái thứ hai nào 1 phần 15 000 À nó bắt, nó bắt đi tìm cái gì nhỉ các bạn nhỉ Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện Thì chúng ta chỉ cần tìm cái x thôi Đây 1 phần U0 bình Nó sẽ bằng 1 phần 45 000 Vậy từ đây chúng ta có U0 Đúng không Căn của 45 000 ra Đấy Nó là 212 Ồ Có không nhỉ À nhưng mà nó hỏi là điện áp hiệu dụng Đúng không Chúng ta chia cho căn 2 đi Đấy nó ra 150 đáp án là đáp án A nhá. Yeah. Câu 36 chúng ta chọn là đáp án A. Một bài cực trị. Được yeah. chưa? Rồi. <laughs> rồi, Thế Hưng 36A rồi, Công Vinh 36A. Rồi, hay quá thầy ơi. Hay dữ đúng không? Nào tiếp câu số 5 nào. À câu số 37 nào, nhầm yeah, yeah, yeah. Đấy, câu số 37 một con lắc lò xo so gồm vật nặng có khối lượng là 100g Tích điện Q bằng 5 x 10 mũi thứ 6 Và lò xo có độ cứng là K bằng 100 Newton trên mét Khi vật đang ở vị trí cân bằng này Người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều Theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo Và có cường độ là E bằng 10 mũ 5 V trên mét Đúng không? Trong khoảng thời gian delta T rồi ngắt điện trường Thì hệ dao động điều hòa Tính biên độ của vật là bao nhiêu? Nào, biên độ của vật lúc nào chúng ta tính được bằng công thức là A bằng căn của x bình cộng với v bình trên omega bình, đúng không? Mọi bài toán ấy, được chưa? Mà có lực tác dụng mà con lắc nó so ấy, chúng ta phải dùng cái công thức này. Được chưa? Đấy, chúng ta phải dùng cái công thức này cho thầy. Lúc nào nó cũng đúng, đúng không? Lúc nào công thức này cũng đúng. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm, nhá. Thì đầu tiên, sao nào? Chúng ta, một con lắc đang ở vị trí cân bằng đây chúng ta cho nó ban đầu nó đang ở vị trí cân bằng vị trí O được chưa vị trí O này đấy rồi vậy thì đây thầy vẽ một cái trục ra đây vị trí cân bằng nó ban đầu nó đang ở vị trí O này khi mà đang ở vị trí cân bằng người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều khi mà có điện trường đều này con lắc lại mang điện đúng không thì lúc này con lắc lại sẽ chịu một lực là ép điện bằng q nhân e đấy được chưa ép điện bằng q nhân e nào, vậy thì lúc này nó sẽ làm cho con lắc bị dịch chuyển lên. Các bạn tưởng tượng này, con lắc đang ở vị trí cân bằng, chúng ta dùng lực là dùng tay đi, chúng ta kéo nó ra một đoạn. Thì lúc này nó sẽ bị lúc này thì con lắc nó sẽ nằm im tại một vị trí khác. Được chưa? Đúng không? Chúng ta dùng một lực tay, ví dụ chúng ta kéo lên đây thì rõ ràng nó sẽ nằm ở một vị trí khác. Thì đây nó sẽ là cái vị trí cân bằng mới này. Nhá, đây sẽ là cái vị trí cân bằng mới. Đúng không? Đấy, nó chịu lực điện này. Vậy thì cái đoạn OO1 này. Nào, cái đoạn OO1 này chúng ta sẽ tính được bằng lực điện chia cho độ cứng của con lắc lò xo. Nhá đấy. Đấy chưa? Nào, cái này nó sẽ bằng Q nhân E chia K. Đây là bài toán về biến cố con lắc lò xo nhé các bạn nhá Đấy, các bạn phải nhớ cho thầy đó là gì? Vị trí cân bằng khi mà chịu tác dụng của một lực, nó sẽ bị thay đổi đi một đoạn là delta L. Đấy chưa? nó sẽ bằng là lực đấy chia cho độ cứng của lò xo được chưa thế nên ở đây chúng ta sẽ có nó bị dịch đi một đoạn là lực đấy nó chính là lực điện đấy, chia cho k nào xem nó bằng bao nhiêu nha xem nó bằng bao nhiêu nào, nó bao nhiêu nào? À, câu 37 nào à, q là bao nhiêu nhỉ q là 5 x 10 mũ 6 đúng không đây xem nào 5 x 10 mũ 6 này đấy, nhân với nào nhân với e là 10 mũ 5. Chia cho gì đây nào? Chia cho k là 10. Rồi nó bằng 0,05. Tức là cái đoạn này nó là 5 cm. Đúng không? 5 cm. Và lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Lúc này thì con lắc nó sẽ dao động quanh cái vị trí đấy, quanh cái vị trí O1 này. Được chưa? Ban đầu nhá, con lắc nó đang ở vị trí này đúng không lúc sau vị trí cân bằng nó bị dịch chuyển đến đây thì lúc này chúng ta sẽ có biên độ mới của nó nào a à, nó sẽ bằng căn của x bình cộng với v bình trên omega bình nào ngay sau cái thời điểm mà nó bị dịch chuyển vị trí cân bằng ấy thì nó đang nằm ở đây đúng không thì li độ của nó là cái đoạn này li độ là khoảng cách so với vị trí cân bằng vậy thì lúc này con lắc này nó đang có li độ là âm 5 tất cả bình đúng không chúng ta chọn chiều dương như này âm 5 này Vận tốc tại cái thời điểm đấy nó đang là không Đúng không? Vậy lúc này biên độ của nó sẽ là 5 đấy, vẫn im đây Được chưa? Rồi vẫn im đây Nào lúc này con lắc nó đang ở biên âm Được chưa? Con lắc nó đang ở biên âm này Thì đây là biên âm Còn đây là cái vị trí cân bằng mới Tiếp nhá Sau khoảng thời gian delta t bằng 0,05 pi giây Chúng ta có chu kỳ nó bằng 2 pi nào chu kỳ bằng 2 pi nhân với căn k trên m đúng không? 2 pi này nhân với căn m trên k là 0.1 chia 10. Đấy, nó là pi trên 5, đúng không? Pi trên 5 thì nó là pi trên 5 thôi. Vậy thì cái delta t này nào, cái delta t nó là 0.05 giây, đúng không? Nó chính là bằng T trên 4. Vậy thì con lắc nó đang ở biên âm, nó di chuyển T trên 4 nó sẽ đến cái vị trí này. Đúng không? Nó sẽ đến cái vị trí này. Đấy Vậy thì lúc này nó sẽ đến vị trí gì nhỉ các bạn nhỉ? Đến vị trí cân bằng. Được chưa? Đấy. Nào, sau khoảng thời gian delta t bằng t trên 4, con lắc nó sẽ đến vị trí là U1. Được chưa? Lúc này đúng không? Nào, lúc này chúng ta lại ngắt điện trường. Ngắt điện trường. Thì khi mà ngắt điện trường thì vị trí cân bằng của con lắc lại trở về vị trí ban đầu. Đúng không? Đấy. Con đầu tiên này, nào. Tại vị trí U1 chúng ta ngắt điện trường. Thì lúc đó này Con lắc đang vị trí o 1 Vị trí cân bằng trở về vị trí này Vậy thì ly độ của nó cũng chính là khoảng này Được chưa? Nó là 5cm X bằng 5cm Vận tốc tại cái thời điểm ở vị trí cân bằng Thì nó chính bằng V mắc Đúng không? V mắc này Và nó bằng A omega Và bằng 5 nhân với Omega là 10 và bằng 50 Đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta ngắt điện trường ấy ngay sau khi chúng ta ngắt điện trường thì chúng ta có ly độ của nó là 5 này, vận tốc là 50. Đến đây chúng ta áp dụng công thức tính biên độ lúc sau, nó sẽ bằng căn của này. Nào, x lúc này là 5 bình này, cộng với vận tốc là 50 này, chia cho omega là 10 này, tất cả bình và cái này nó sẽ bằng 5 căn 2 cm nhá. Đấy, hai lần chúng ta thay đổi biến cố lò xo, đúng không? Bài toán bình thường ấy thì nó chỉ là một lần như này thôi. Với bài toán nâng cao lên một chút thì chúng ta sẽ dùng cho nó hai lần biến cố nha hai lần biến cố là sau vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn là đáp án a Đấy, câu 37 đáp án a nha câu cũng gọi là khó khó đúng không <laughs> ừ. câu khó thì dễ làm sai câu khó thì làm đúng đúng không đấy là đặc điểm của những bạn giỏi đấy được chưa câu dễ làm sai và câu khó làm đúng nào câu số 38 câu số 38 mươi tám nào Ừ. Không biết có bạn nào làm được câu này không? Nào thử xem nào Có bạn nào comment được đáp án câu 38 không? <laughs> nào câu 38 nào Xem có bạn nào comment được đáp án câu này không? Ừ, xem nào <laughs> ừ. Chưa thấy bạn nào comment nhỉ? Hay là không ai làm được câu này nhỉ? Buồn thế nhỉ? Câu này có gì khó đâu nào câu 38 này Thầy đặt ở câu 38 để dọa các bạn thôi đấy chưa Thực ra câu này nó không dễ ấy. Nha <laughs> Nào ở bề mặt chân lỏng này Có một nguồn phát sóng ô oh, Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng Đây thì sóng cơ đây đúng không Hình ảnh sóng cơ đây Đấy hai đỉnh sóng này nó chính là một lambda Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ có luôn lambda là bằng 2 Nha Nào rồi lambda bằng 2 vật đấy đã Đấy chưa hai điểm M và n thuộc mặt chất lỏng này mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử tại ô đầu tiên nhá M và n cùng pha cùng pha với nguồn với nguồn đúng không thì chúng ta phải có gì khoảng cách từ M và N đến nguồn đến nguồn ô phải là một số nguyên làn đà đúng không nó phải là một số nguyên lambda nha khoảng cách d bằng một số nguyên là lambda rồi nào vậy thì ở đây nào chúng ta sẽ có gì đây à, số phần tử dao động cùng pha với ô trên đoạn om là là ba đúng không đây chúng ta xử lý cái dự kiện này trước này đầu tiên đây là nguồn này thì khi mà phát sóng ra nó sẽ ở những cái vòng tròn đồng tâm đúng không đây nó sẽ ở những cái vòng tròn đồng tâm và khoảng cách giữa hai vòng tròn đồng tâm nó chính là lambda Đấy Ví dụ Nào Đây nha Thầy vẽ tiếp này cái gì đây Trên đoạn OM là 3 Đúng không Trên đoạn OM nó sẽ có 3 phần tử cùng pha về ô Vậy thì các bạn này Khi mà phát sóng thì nó sẽ tạo ra những cái vòng tròn đồng tâm và khoảng cách giữa hai vòng tròn đồng tâm này nó chính là lambda, lambda. Được chưa? Và đây cũng là lambda này. Vậy thì thầy xét trên một phương bất kỳ. Vậy thì đây sẽ có điểm đầu tiên cùng pha về ô này. Điểm thứ hai cùng pha với ô và điểm thứ ba cùng pha với ô vậy thì điểm M chắc chắn là nó nằm ở vòng tròn thứ ba. Đúng không? Đấy, điểm M nó phải nằm ở vòng tròn thứ ba. Được chưa? Nào, tiếp đến N này. Đến N trên đoạn ON là 5, vậy thì điểm N nó phải nằm ở vòng tròn thứ năm. Đấy, đây là vòng tròn thứ tư này. Nào, chúng ta vẽ vòng tròn thứ năm ra. Đây, ví dụ điểm N nó nằm ở đây n đây đúng không thì trên này nó sẽ có là 5 điểm đúng không một điểm cùng pha với ô này hai điểm cùng pha với ô ba điểm 4 điểm và 5 điểm 5 điểm cùng pha với ô rồi tiếp bây giờ nó lại bảo gì trên đoạn ô m chỉ có 3 phần tử cùng pha với ô thôi đúng không trên phần tử nào trên phần tử à trên đoạn m này nó chỉ có 3 cùng pha với ô thôi vậy thì các bạn nhìn này đầu tiên nhá đây nó cắt đường tròn tại đây này thì đây là một điểm trên đoạn MN nó là cùng pha với O đúng không tiếp đây là điểm cùng pha với O thứ hai đây là điểm thứ ba và đây là điểm thứ tư lúc này trên MN nó có bốn điểm mất rồi bốn điểm mất rồi đúng không vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho nó chỉ có ba điểm thôi nào bây giờ chúng ta thử vẽ lại đi vẽ vào đây điểm M chúng ta vẽ vào đây được chưa điểm M chúng ta vẽ vào đây thì lúc này trên đoạn MN nó có đúng ba điểm đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được mà. Đúng không? Chúng ta có thể thay đổi sao cho khoảng cách mà nó MN nó lại tăng lên mà đúng không? Ví dụ lại, chúng ta lại thay đổi đến đây. Được chưa? Thì lúc này trên MN nó cũng có ba điểm nhưng mà khoảng cách MN nó lại dài hơn rồi. Được chưa nhỉ? Vậy thì để cho khoảng cách MN là dài nhất và đồng thời thỏa mãn điều kiện MN chỉ có ba điểm cùng pha với nguồn O thôi thì M N nó phải vuông không vuông góc với OM nha Điểm M nó phải nằm ở đây này. Sao cho OM nó vừa đủ để vuông góc với MN. Được chưa? Đây phải vẽ lại nhá. Nào. Không tin các bạn có thể vẽ ra đúng không? Bài này chúng ta dùng trực quan thôi. Đây là những cái vân cực đại đấy, đúng không? Đấy, những cái vân cực đại nó lồi lên hẳn mặt nước ấy. Được chưa? Thì đây là những cái vân mà có các điểm dao động cùng pha với nguồn. Nhá đấy nào đây là 1, 2, 3 này 4 này năm này đây năm đây đúng không đây là u này thằng m nó nằm ở thứ ba này mn phải vừa vuông góc đúng không vậy thì phải vẽ vuông góc ra đây thằng đỏ đây đấy và đây nối lại nó bắt đi tìm khoảng cách mn lúc này là bao nhiêu đúng không nào khoảng cách từ đây đến đây là một lambda này thấy chưa một lambda nữa này một lambda nữa này thì lúc này om chúng ta sẽ có là bằng 3 lambda nha tương tự un là bằng 5 lambda và cái này bằng 6 cái này bằng 10 6 này 10 này mà om lại vuông góc với mn từ đây chúng ta sẽ có khoảng cách mn lớn nhất nó sẽ là là 8 nha nó sẽ là 8 đấy câu số 38 chúng ta chọn là đáp án a Câu số 38 chúng ta chọn là án A. Được chưa? Ồ. Oh. Rồi. Thế Hưng 38A đúng không? Julie Caleb 38B. Ồ. Oh. Bao Công Vinh 38C, Ngọc Bích 38B. Ồ, oh. câu này khá nhiều bạn sai đúng không? Đấy. Câu này không phải câu khó đâu, được chưa? Chúng ta phải dùng trí tưởng tượng một chút thôi nha. Dùng tưởng tượng một chút thôi là xong. <laughs> nào câu 39 nào nhìn nó có vẻ dài và khó đúng không nhìn có vẻ rất là khó ừ. nhưng mà 5 phép tính thôi được chưa năm phép tính thôi là xong nào các bạn đọc cho thầy câu số 39 trên mặt phẳng nằm ngang có một điểm sáng S chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn tâm O bán kính là 2 Bán kính này là bán kính 2 Đúng không? R bằng 2 Rồi omega thì bằng 10 pi Vất đấy đã Đấy chưa? Vất đấy đã Rồi nào chúng ta sẽ có gì đây Tiếp Cũng trên mặt phẳng đó Một con lắc lò xo do động điều hòa theo phương ngang Sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm ô ừ, Trục của lò xo Đúng không? Đây Nó dao động từ đây đến đây trùng với đường kính luôn Nha chung với đường kính luôn đúng không vậy thì biên độ của nó là bằng hai à đúng không đấy biên độ là bằng hai rồi nào xem nào từ từ đọc tiếp <laughs> đọc tiếp nhá ừ, từ từ xem nào xem nào sao cho Trục của lò xo à trùng Trục của tôi đúng không chứ nó không phải bán kính nó không nó không bảo là bằng bằng với bán kính đúng không ờ thầy nhầm này đọc đọc nhầm này nào, nó chỉ dao động trên cái trục này thôi. Tiếp. Vị trí cân bằng của con vật nhỏ Có con lắc trùng với tâm ô của đường tròn. Đấy, con lắc nó dao động theo phương ngang đúng không? Nó cứ đẩy 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 ngang này. Rồi, nó so độ cứng cao 100, vật nhỏ có khối lượng là m bằng 0.1 K bằng 100. Tóm tắt đầu bài ra đã, đúng không? M thì bằng 0,1 kg. Vật nhỏ tại một thời điểm nào đó điểm sáng S đang đi qua vị trí như hình vẽ còn vật nhỏ M đang có tốc độ cực đại là Vmax bằng 20Pi Ừ Nào Chúng ta có này Vmax Đầu tiên chúng ta sẽ có Omega của con lắc lò xo so là căn K trên M Đúng không? Và nó bằng 10Pi Nha Xong Vật đấy đã Rồi nào xem còn gì nữa không Ờ xem nào Có gì mà chúng ta tính được luôn không nhỉ Ừ vật nhỏ m đang có tốc độ tại một thời điểm t như hình vẽ đúng không một thời điểm như hình vẽ vật nhỏ đang có tốc độ cực đại là v mắc bằng 20 p vậy v mắc bằng 20 p và bằng a omega vậy từ đây chúng ta có biên độ của vật m này nó là 20 p trên 10 là bằng 2 cm đúng không nó là 2 cm rồi nào bây giờ làm nào khoảng cách mắc là bao nhiêu ừ. khoảng cách mắc là bao nhiêu vậy thì bây giờ thầy sẽ làm như sau này thầy gọi bất kỳ một thời điểm nào đó nha đây là thời điểm ban đầu nó như thế này đúng không vật nó đang là vị trí không Được chưa con lắc này nó đang tọa độ là không thì chúng ta viết được phương trình của nó là x bằng gì nhỉ? các bạn nhỉ à, biên độ là hai này không thì thầy sẽ chọn là cốt pha à, ban đầu là 10 pt này Đấy, trừ đi p trên 2 hoặc là gì nhưng mà ở bài này thầy sẽ làm đặc biệt hơn thầy sẽ chuyển nó thành hai sin. Đúng không? 10 pt. Đấy. Thầy sẽ bài này thầy lại chuyển thành sin cơ nhá, để tí nữa chúng ta giải nó mới đẹp. Được chưa nhỉ? Nào, cứ vất đấy cho thầy đã. Ừ, đến đây. Đến đây các bạn đọc tiếp cho thầy này. Khoảng cách lớn nhất đúng không? Vậy thì thầy gọi một thời điểm nào đó nhá. Đây là thời điểm thời điểm nào đó này thầy coi như là thời điểm ban đầu đi thì thầy mới có phương trình ban đầu của nó là hai sin 10 bt đúng không nhưng mà đến một thời điểm bất kỳ nào đó nhá nào thầy vẽ cái vòng tròn này ra con lắc cái hình s này nó vẫn chuyển động tròn đều đúng không còn thằng kia thì là chuyển động Ờ uh, đây là tâm ô này đây con lắc lò xo này giả sử một thời điểm nào đó nhá giả sử một thời điểm nào đó điểm s nó đang ở đây Đấy chưa điểm s nó đang ở đấy nhá nhưng mà thằng kia thì thằng x ví dụ thằng này nó đang ở đây đi, thầy gọi li độ của nó là x đi, đúng không? thằng uh, cái thằng lò xo này nó đang có li độ là x đi, vậy thì lúc này khoảng cách của điểm sáng s và quả nặng lò xo là cái đoạn này, thầy gọi là d. Đấy, thì bây giờ người ta bắt đi tìm d mắc. Ừ, vậy thì bây giờ này, đây là một thời điểm nào đó đúng không? thì chúng ta nối vào, chúng ta sẽ có góc này là góc phi thầy gọi góc này là góc phi và đây là bàn kính r được chưa nào vậy thì lúc này chúng ta áp dụng định lý hàm số cốt trong tam giác chúng ta sẽ có là khoảng cách này nó sẽ bằng căn của này r bình cộng với x bình được chưa trừ đi 2 rx nhân với cốt phi đấy nào cốt phi được chưa nhỉ các bạn nhỉ đến đây chúng ta thay vào nha nào, R bình là bán kính là 4, 4 đúng không? Cộng với x bình này. X nào, x bình thì ở đây nó sẽ là 4 sin bình 10 pt. Trừ đi 2 rx là 8 sin bình này. À sin x đúng không? 8 sin 10 pt. Đấy, thế còn cái cốt phi này thì sao? Nào. Cái phi này các bạn phải để ý cho thầy này. Thằng này là thằng chuyển động tròn đều. Đúng không? Vậy thì thời điểm ban đầu nó đang ở đây Sau một khoảng thời gian T thì góc nó là phi Tốc độ góc của thằng S này là 10P Sau một khoảng thời gian T nó là phi Vậy thì chúng ta có cái phi này nó chính là bằng 10PT Được chưa? Đấy, thay vào đây là cốt 10PT Đấy, Đến đây, nào chúng ta sẽ biến đổi tiếp Đến đây biến đổi tiếp vào Đến đây các bạn chuyển cho thầy nào 4 này Thấy chưa? À, không thầy sẽ chuyển như sau nào đầu tiên thầy sẽ chuyển là 6 trừ đi 2 được chưa hai thì thầy chuyển thành nó là sin bình 10 pt Đấy, cái này nó liên quan đến giải toán một chút nhá cộng với cốt bình 10 pt 10 pt được chưa nào trừ đi sin nhân cốt này hai sin cốt thì bằng sin 2x vậy thì đây là trừ đi 4 nhân với sin 20 pt đúng không đấy để đây đã được chưa à còn cộng với 4 xin bình nữa đúng không thiếu thầy thiếu mất ở đây là cộng với 4 sin bình 10 pt nữa nào biến đổi tiếp ra biến đổi tiếp nào bằng căn của này 6 này trừ đi trừ đi 2 nhân với cốt bình 10 pt và cộng trừ đi 2 À, trừ đi sin bình 10PT Đúng không? Đấy, 2 ở đây này Trừ 2 cộng 4 thì nó sẽ thành cộng 2 Đúng không? Đấy, thay nhóm vào Để Đẹp đẹp gì các bạn sẽ biết Nào, trừ đi 4 sin 20PT Rồi, đến đây chúng ta lại biến đổi tiếp Nào, cốt bình x trừ đi sin bình x Thì nó chính bằng cốt 2x Đúng không? Vậy thì ở đây nó bằng 6 trừ đi 2 cốt 20 pt đúng không sau đó lại trừ đi 4 sin 20 pt ừ. nào cái này đến đây các bạn nhóm vào nha nhóm vào tiếp vào nó bằng 6 này trừ đi 2 nhân với cốt 20 pt và ở đây là cộng với 2 sin 20 pt rồi sau một khoảng nhóm nhóm như này thầy ra được cái biểu thức này thì đến đây các bạn lại nhớ cho thầy này nào Biểu thức cực trị là gì? A sin x cộng với B cos x luôn luôn nhỏ hơn là bằng căn của A bình cộng B bình và lớn hơn bằng trừ căn của A bình cộng B bình. Đúng không? Cái, đấy, cái này thì lại liên quan giải toán rất là nhiều. Được chưa? Giải toán rất là nhiều. Vậy thì ở đây cái D này mắc khi khi cái gì? Khi cái cái hàm trong này này nào. Cái hàm trong này nó sẽ bằng bao nhiêu. Các bạn nhìn hệ số của thằng uh, cốt là 1 đi, đúng không? Vậy thì nó phải nhỏ. Nào, đến đây thầy nhóm ở đây nhá. Uh, nó sẽ là gì? cốt 20pt này cộng với 2 sin 20pt này. Đấy, nó sẽ nhỏ hơn bằng hệ số này, căn của 1 bình cộng với 2 bình này, Còn nhỏ hơn hoặc bằng là căn của 1 bình cộng 2 bình. Cái này là bằng âm căn 5 đúng không? Cái này thì bằng căn 5. Vậy thì để cái D này là mắc thì rõ ràng là cái này nó phải là bằng âm căn 5 nha. Từ đây chúng ta sẽ có D mắc nó sẽ bằng này căn của 6 trừ đi 2 nhân với âm căn 5. Và cái này bằng căn của 6 cộng với 2 căn 5. Đấy. Căn của 6 cộng 2 căn 5 thì chúng ta sẽ có đáp án là đáp án gì đây? Nào. Căn 6 cộng 2 cân 5 Đáp án là 3,23 Được chưa? Đáp án là 3,23 Nha Đáp án là đáp án A Sấp xỉ với 3,24 ừ. Nào xem nào Xem câu này Ồ Rồi 39B Ồ Sao các bạn chọn nhiều 39B thế nhỉ? Ồ Ồ 39 chúng ta phải là đáp án A nhá câu này không ai làm đúng đúng không Đấy, câu này không ai làm đúng rồi <laughs> Thế Hưng 39B này Julie Canlit 39B sai đúng không Công Vinh 39B sai <laughs> đấy câu này chúng ta phải chọn là đáp án A nhá thấy chưa đấy, thầy không biết các bạn làm nào đâu nhưng đây là cái cách mà thầy làm thấy chưa đấy, đây là cái cách mà thầy làm biến đổi toán học đấy thế nên câu này nó mới liệt vào dạng là câu 9 điểm chứ đúng không câu 9 cộng đấy thì nó phải khác bỏ chứ thấy chưa ừ. rồi nào câu số 40 nào 40 có khó nhá đâu câu 40 này không khó bằng câu 39 nha câu 39 khó hơn câu số 40 đặt điện áp xoay chiều u bằng u0 cốt rồi u0 không đổi omega thay đổi được bài toán này lại là bài toán cực trị đúng không liên quan đến omega thay đổi được đấy xem <laughs> nào à... ứng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn, đoạn mạch an uan không phụ thuộc vào r đúng không không phụ thuộc vào r khi mà chúng ta thay đổi r nha đấy tức là không phụ thuộc vào r luôn ứng với mỗi giá trị của với mỗi giá trị của r này, Điều chỉnh Omega bằng Omega R sao cho điện áp tức thời giữa AM, AM và vuông pha với AB, UAM vuông pha với UAB, đúng không? Rồi, hình hai biểu diễn sự phụ thuộc của Omega bình theo R, Omega 1, Omega 2 lần lần là tần số góc khi R bằng 20 này, và R bằng 95, tỷ số Omega 1 trên Omega 2 là bao nhiêu? Ừ. Căng, nhá Câu này nghe cũng căng đấy Nhưng mà thôi chúng ta giải quyết từ từ đi Đầu tiên cái UAN không phụ thuộc vào R Nào UAN là gì Chúng ta viết biểu thức của UAN ra Bằng U Ờ uh, Xem nào bằng Y đã Y nhân với ZAN Đúng không Y thì bằng gì nhé các bạn nhỉ Ờ uh, Y thì bằng Ừ um, Y thì bằng U Chia cho căn của Uh, Z đúng không? chưa giờ bình cộng với ờ uh, May này có cả R đúng không? Lại cộng với R đây nữa Tất cả bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình Rồi Nhân với ZAN nào? ZAN đây thì là Nhân với căn của đoạn mạch AN đúng không? Thì các bạn nhìn này Tổng phức của nó gồm R và R Không có C thì chúng ta coi như bỏ C đi Nào R cộng R tất cả bình này cộng với zl bình đúng không cho zl bằng không thì đây chính là tổng phức của đoạn mạch an nha đến đây chúng ta biến đổi tiếp ra nào ờ uh, u nhân với ờ <laughs> uh. hmm. hmm. có biến đổi được nữa không nhỉ u, u an không phụ thuộc vào r đúng không mà biểu thức này lại phụ thuộc vào r mất rồi Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có ồ. Oh, à. Có một cách rất là đẹp các bạn ạ. Không phải biến đổi cơ. Hmm. Cách nào nó nhanh không nhỉ? Nào, Uan các bạn nhìn vào biểu thức của thằng Uan này. Nhìn nó nhìn nó xấu quá nhỉ. Từ từ. Vậy thì ở đây nếu mà chúng ta tách hẳn ra đi. À thôi, thôi cứ biến đổi ra đã nhỉ. Yeah. Nào, biến đổi ra đã các bạn ạ. Vậy thì ở đây chúng ta để im mẫu đi. R lớn cộng R nhỏ tất cả bình đi cộng ZL bình này. Chia cho phá dưới ra một tí nhá, cộng R tất cả bình này cộng với ZL bình này trừ đi 2 zc này cộng với ZC bình đúng không? Đấy, đây là cái biểu thức bên dưới. Nào, biến đổi tiếp ra. U Thầy chuyển uh, lấy chuyển xuống dưới đi chuyển cái căn này xuống dưới thì chúng ta có, có căn này đoạn này đến đoạn này rút gọn đi thì nó bằng một đúng không sau đó là thầy cộng với zc bình trừ đi 2 zl zc phần này cả kém này là r cộng r tất cả bình cộng với zl bình đúng không nào đây là biểu thức của uan này đây đây là biểu thức của uan sau khi chúng ta rút gọn đi nha vậy thì để nó không phụ thuộc vào thằng r này nữa thì chúng ta phải có cả cái này cụm này bằng không đúng không cụm này bằng không xảy ra khi zc bình trừ hai zl zc bằng không từ đây chúng ta có zc bằng hai zl đây là cái đầu tiên mà chúng ta suy ra được đã nhá nào B đây là cái đầu tiên chúng ta suy ra được đã ừ. Đấy chưa Đấy chưa rồi xem nào Ừm à... hmm đến đây rồi cái đầu tiên ý đầu tiên nó chỉ có thế này thôi các bạn ạ. nào chúng ta biến đổi tiếp ý hai đi. đây ý thứ nhất chúng ta được là Zc bằng hai lần Zl đúng không? Zc bằng hai lần Zl. nào ý thứ hai nào. điều chỉnh omega bằng omega r sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AM và AB vuông pha với nhau đúng không? Ừ, vuông pha với nhau nhỉ? omega r sao chất điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với nhau ừ. rồi vuông pha với nhau thì chúng ta sẽ có đây ý hai này u a vuông pha với u a đúng không thì chúng ta có một cái biểu thức đó như sau đó là tan độ lệch pha giữa a và dòng điện nhân với tan của góc phi ab nó bằng âm một Đấy. Đây là một cái công thức Đấy chưa? Một cái công thức trước ở Trong nhóm kín thầy đã dạy các bạn một lần rồi Đúng không? Đấy, nếu mà vuông pha với nhau ngoài ra chúng ta có thể công thức Đó là sin bình Phi AM cộng với sin bình Phi BM AB nó bằng 1 Đấy. Có những cái công thức như này Đấy, Nhưng mà ở bài này chúng ta sẽ dùng tan nha rồi này đi chúng ta này nào độ lệch pha giữa am và dòng điện thì am các bạn nhìn này nó chỉ l và r thôi thì nó chính là gì zl trên r thấy chưa Đấy, trên r nhỏ này nhân với tan phi ab thì là zl trừ zc chia cho r lớn cộng r nhỏ nào cái này bằng âm một nhá âm một vậy thì từ đây chúng ta sẽ có này Ờ uh, xem nào ZL nhân với ờ uh, đúng rồi ZL nhân với ZC trừ ZL đúng không? Thầy bỏ cái âm này chuyển sang đây đi nhân với ZC trừ ZL nó sẽ bằng R nhân với R cộng R nhân với R lớn cộng R nhỏ đấy đấy nào đây là cái thứ hai đúng không? Ừ. Ồ. Đây là cái thứ hai vậy thì đến đây chúng ta xử lý thế nào nữa nhỉ? <laughs> nào. Đến đây chúng ta thay vào 1 và 2 đi, được chưa? Đây là cái 1 này. ZC bằng 2 ZL đúng không? Chúng ta thay vào đây đi. Vậy thì ZC trừ ZL nó sẽ bằng ZL. Vậy thì ở đây là ZL bình nó sẽ bằng R nhân với R lớn cộng R nhỏ. Được chưa? Rồi. <laughs> à, theo R đúng không? R thay đổi Rồi tiếp này Đến đây chúng ta sẽ có gì Nào nó bảo là Đây là đồ thị của omega thay đổi Theo R đúng không Vậy thì đến đây chúng ta sẽ phải tách cái Tách cái ZL này ra thành omega bình nhân với L Nó bằng R nhân với R lớn cộng ra nhỏ À nó đã xuất hiện omega bình và R rồi Được chưa Vậy thì đến đây chúng ta sẽ áp dụng vào đồ thị nha Đấy với những bài kiểu này chúng ta phải tách sao cho nó này Nó có biểu thức omega bình này Đấy, biểu thức có R này, một biểu thức chứa cả hai thành phần đấy. Đấy là những cái dạng bài kiểu này nhá. Vậy thì đến đây chúng ta thay vào. Nào. Đến đây biểu thức quan trọng nhất đã có rồi. Đúng không? <laughs> Nào, tiếp này. Omega bình nhân L này. Vậy thì nếu mà chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có omega 1 bình nhân L nó sẽ bằng R nhân với R1 cộng với R. Được chưa? Tiếp omega 2 bình nhân L nó sẽ bằng R nhân với R2 cộng với R. Đấy, vậy thì từ đây nào, từ đây chúng ta sẽ có tỉ số là omega 1 bình chia omega 2 bình. Nó sẽ bằng là R1 cộng R này chia cho R2 cộng R. Nào, bây giờ chúng ta lại nhìn vào đồ thị, bắt đầu chúng ta nhìn vào đồ thị này. Tại cái điểm này là điểm đặc biệt thứ nhất này Với R bằng 10 thì omega của nó là hai ô ly omega bình của nó là hai ô ly hai đơn vị đúng không vậy thì thầy thay vào đây là hai này đấy tử r 1 nó là bao nhiêu nhỉ nó là 10 10 cộng với r phần này r 2 lúc này nó là 40 đúng không 40 cộng với r chia cho omega 2 bình lúc này các bạn đóng sang trục của omega bình lúc này nó là 6 ô nó là 6 ô oh, Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có R bằng Nào R là bằng bao nhiêu đây nhỉ 1 phần 3 này Alpha bằng này 10 cộng alpha x Phần 40 cộng alpha x Nha yeah. Nó là, là 5 Nào tiếp Vậy thì bây giờ nó hỏi này Lần lượt omega 1, omega 2 bằng 20 và 95 Thì tỷ số omega 1 trên omega 2 là bao nhiêu đúng không Nào chúng ta có omega 1 Thầy gọi đây là omega 1 phẩy đi nó đỡ, nó đỡ bị trùng nha Nó đỡ bị trùng thì đây là omega 1 phẩy chia omega 2 phẩy Nó sẽ bằng r 1 phẩy cộng r chia cho r 2 phẩy cộng r Đúng không căn Đấy nào thay số vào nào Đây người ta cho r bằng 20 Đúng không 20 cộng 5 phần này À đâu R2 là 95 cộng 5 95 cộng 5 Mà cái này bằng căn của 1 phần 4 Và cái này bằng 1 phần 2 Đúng không? Căn 1 phần 4 nó sẽ bằng 1 phần 2 Vậy thì chúng ta sẽ có tỷ số Omega 1 phẩy chia omega 2 phẩy là 0 5 Nha. Đấy Một bài toán 2 trang Đúng không? 2 trang giấy như thế này Được chưa? cũng không hẳn là khó đâu. Chẳng kiểu như là chúng ta phải biết cách kết hợp tự kiện thôi, đúng không? Và đọc đồ thị. Đấy, đây là những cái dạng bài toán người ta gọi là nâng cao. Người ta kết hợp nhiều dạng toán khó lại, à, người kết hợp nhiều bài toán dễ lại với nhau, đúng không? Thì nó thành một bài toán khó. Rồi. Ok, thì hôm nay thầy đã chữa cho các bạn đủ bao nhiêu câu nhỉ? 40 câu rồi, đúng không? Đấy. <laughs> À, l bình à. À ừ đúng rồi, đây nó phải có l bình. Đúng không? đấy. Chúng ta cũng chả vấn đề gì đúng không? Triệt tiêu triệt tiêu đi thì nó vẫn hết. Nhá. Đấy. Không biết có bạn nào 10 điểm không. Dạ, không biết có bạn nào có 10 điểm không nhưng mà thầy hy vọng là có. <laughs> rồi. Ok, hôm nay thì chúng ta học đến đây. Được chưa? hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi học luyện đề ngày hôm nay ở đây. Để nhỉ các bạn nhỉ? đấy các bạn có câu hỏi gì muốn thắc mắc ấy thì cứ inbox trực tiếp cho thầy nha cứ inbox trực tiếp cho thầy rồi ừ. thầy xin chào tất cả các bạn được chưa chuẩn bị cho một khóa luyện đề rồi các bạn ừ. rồi thầy chào tất cả các bạn nhá bye 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 bye